học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất. Học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất. Xin kính chào quý vị các bạn, tôi là Nguyễn Mạnh Trung, là giảng viên của Trung tâm Dạy Nấu Ăn Quả Táo Vàng. Như các bạn biết, xuân đến rồi, còn vài ngày nữa là Tết. Và các bạn biết rằng là Tết thì chúng ta sử dụng cái thịt gà rất là nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ đến với các bạn và tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món gà xé phay. Quan trọng nhất của cái thịt gà xé phay này là cái gì? Là các cái loại rau củ quả như các bạn đã thấy ở đây, là vào những cái ngày Tết lễ là nhà nào cũng có. Thì chúng ta sẽ tận dụng cái rau củ quả đấy và cái thịt gà đấy để chúng ta làm ra món gà xé phay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây thì các bạn thấy đó, cái phần luộc gà thì như mọi người đã biết rồi. Luộc gà thì bao giờ các bạn sử dụng một miếng gừng nhỏ, một chút xíu muối. Luộc gà và các bạn đợi cho thịt gà nó chín thì lúc này chúng ta sẽ phần sơ chế rau củ quả. Ở đây thì quan trọng là các bạn sẽ xử lý cái hành tây này làm sao cho nó khỏi hăng. Thì tôi sẽ dùng cái hành tây tím. Có một cái bát nước, cái nước này các bạn dùng nước lạnh. Và các bạn không cho giấm, không cho muối, không cho bất kỳ một cái gì vào cả. Và các bạn sẽ cho hành vào trong cái bát nước lạnh này các bạn ngâm. Xong cái phần hành tây thì chúng ta sẽ quay sang làm cái phần rau củ quả. Đây các bạn sẽ sử dụng thêm phần dưa chuột. Các bạn sẽ bỏ phần ruột. Sau đây các bạn sẽ thái. Quả ớt sừng, các bạn thái chỉ. Phần lá chanh, các bạn thái chỉ. Khi thái chỉ lá chanh thì các bạn lên bỏ cái sống lá đi. Phần rau răm, các bạn thái dối. Rau mùi, các bạn cũng thái dối.
Và bây giờ chúng ta sẽ thêm vào đây một chút giá đỗ. Pha nước chấm ở đây thì các bạn sẽ dùng nước cốt chanh giấm. Thì ở đây tôi sẽ dùng một quả chanh, muối và tương ớt chua ngọt. Được, công đoạn pha nước chấm, nước sốt của chúng ta đã xong. Khi chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần sốt để trộn cho cái món thịt gà xé phay này thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái đĩa để chúng ta bày đồ ăn ra. Thì ở đây thì các bạn sẽ dùng dưa chuột. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng cà chua. Các bạn sẽ bỏ cái phần ruột của quả cà chua đi. Khi chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần sơ chế cũng như phần đề co đĩa thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra phần gà. Thì các bạn sẽ vớt gà ra và chúng ta sẽ xé cái miếng thịt gà này ra. Các bạn cố gắng xé làm sao cái miếng thịt gà của chúng ta nó không để nó to quá. Các bạn ngâm hành tây xong, các bạn sẽ phải vớt ra một cái vợt để cho nó ráo nước. Rồi các bạn sẽ cho hành tây vào trước. Các bạn trộn hành tây nhẹ tay, cố gắng làm sao để cái hành tây khỏi bị dập lát. Cà rốt, dưa chuột, giá đỗ, các bạn cũng lại trộn cho thịt gà các bạn đã xé cùng với ớt và lá chanh, rau thơm và rau răm. Chúng ta sẽ trộn đều này. Khi các bạn đã trộn đều rồi thì các bạn sẽ cho ra đĩa. Như các bạn thấy, chúng ta chỉ cần bỏ ra 15-20 phút cùng với những cái nguyên liệu mà chúng ta có sẵn ở trong nhà. Với món ăn đơn giản như này thì tôi chúc các bạn thành công trong món ăn này và hẹn gặp lại các bạn trong số tất lần sau. Fit đi, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.